chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là cách để các bạn làm một cái chai chế để nuôi bộ, nuôi chim nhé. Chúng ta cần một cái chai coca 1,5 lít đấy. Xoáy lên một cái nắp này thôi đấy, cái nắp này có chế cái vòi nha, ta cần vòi. Đây mình sẽ làm cái đồ chế để mình chăn nuôi chăn chim bộ nhé, chăn chim bộ thủ. Làm cái bộ ca có la đây mình đi một lần nữa, một ống tuyếp. Tuyếp này là cái ống này là cái ống nước, ống nước để mà bên xây dựng người ta hay dùng để đón nước này. Đây, ống này nó nhỏ không to lắm. Thứ hai này, ba là một cái dùi, lát nữa mình lung cho nó đỏ lên mình sẽ dùi vào cái nắp nắp chai. Tư là keo nến. Năm là một cái chai coca cola đấy, chai này 1,5 lít là mình cũng không hết rồi, là mình cũng tận dụng cái chai này để mình bơm cái kho một cái, hoặc cái thêm nữa đó là cái bình ga này thì mình kho cho nó cái nó nóng lên. Nếu mà bạn không có cái bình ga này nhé thì các bạn có thể dùng bếp ga cũng được, bếp ga đun chỗ này nó nóng lên, mình dùi cái đầu cái nắp này mà. Các bạn cùng mình làm chế cái đồ để nuôi chim bộ. Thì trước tiên là chúng ta dùng cái kéo này, chúng ta cắt một ít thôi, và nó sẽ vẽ ra. Đấy, cắt đầu ra, xong rồi chúng ta sẽ này xoáy cái nắp này ra, nắp này ra, ta cái nắp này thôi. Đấy, nên là chúng ta tiến hành cò. Chúng ta theo chúng ta sẽ dùi một cái lỗ vào cái nắp này. Đấy, rồi sau đó nhét cái này vào lỗ để chúng ta bơm cám cho chim ăn nha. Bò nhé. Rồi, cái này nó nóng lắm. Rồi, chúng ta ước lượng làm sao mà để chúng ta nhét cái này vào vừa nhé. Vừa cái này là được. Này, cái đầu tiêu tuyến này thì chúng ta để đầu đầu dưới này, chúng ta múc ngược lại này. Bạn lưu ý là gắn chúng ta chỉ gắn một ít ở dưới đây nhé là được, để con ta không xoay nắp nữa mà. Không gắn lên cái góc dưới này đâu nha, góc dưới này chúng ta phải xoay nắp vào nữa. Ta gắn mỗi một cái hở một tí đây chúng ta gắn vào thôi, gắn kín vào là được. Gắn chúng ta gắn cái đầu trên này nữa chỉ để nó đỡ bị gục ra, gắn thêm cả cái trên này nữa để cho nó không bị cuột ra, một tình chăn của nó cũng thế là xong rồi. Giờ mời các bạn đi chăn chim của mình nhé, xem là chăn chim là cần hỏa cám cung như thế nào để chăn con chim non nó to đẹp nào.
được mình đi ăn chim nhá, ba chai trăm thì để chăn chim non ấy, chăn bộ nuôi bộ thì chúng ta tôi là tôi dùng cái cám này, đó là cám gà hai, quả cám gà hai một chút. Đây là của công ty Vạn Long, là thành phần dinh dưỡng gồm pro độ ấm là 13, protein 17.5, năng lượng trao đổi là 350 trên k trên kg, total 7, canxi 7, tổng số là min là 8.12. đây là công thức cơ bản. Thì chúng ta cũng lấy cái, tôi dùng cái này để chăn chim non, bởi vì cái độ cái protein của nó cũng 7.5 là cũng chấp nhận được. Còn nếu bạn nào có điều kiện thì có thể là dùng cái cám nào mà có protein và năng lượng trao đổi ấy, nó cao hơn, ví dụ như 18.5 hoặc là 19 thì đều được. Càng nhiều protein thì chim càng nhanh lớn. Để chim kích thích chim lớn mạnh nữa thì tôi sẽ dùng thêm là men tiêu hóa với lại các bột canxi. Đây là cái gói canxi này, chăn vào xương nó to này. Và men tiêu hóa là cái chất tiêu hóa chim nó ăn, cho chim nó lớn lớn lên này. Chúng ta dùng hai cái này trộn lẫn vào để chăn cái cám thì cho chim ăn nhé. Mình chăn chim non nó khá là nhiều, tôi nói nhà mình nó khoảng 300 con chim non, 200 con chim non rồi, hơi quá, 200 con chim non thôi. Nãy giờ mình chăn này, cái này mình chăn khá nhiều. Mẹ được khoảng 200 con. Có 200 con là khoảng một xô đầy này. Một xô này đầy. Rồi đấy. Rồi. Nha, đây là cái bao cám Vạn Long đấy nhá. Xem bạn chăn chim bộ đây. Ta có khoảng một thìa thức ăn. Một thìa người ăn đấy, ăn một thìa. Đây chưa? Nghe nên là con chim đã nuôi bộ nhé, đây đồng cánh đây, đấy, đó, bán được rồi, cân này được bao nhiêu cân, đấy, chiếc cân đi nhé. Mình được bỏ 6 ạ. Khi no, khi đói nha. Kiểu không có gì đâu nha, 6 lạng nha. Lấy bộ nha. Đấy, giờ tôi sẽ cho ăn con này. Chúng ta ăn no. Ăn no để xem nó được bao nhiêu lạng nhé. 6 lạng đúng không?